Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì thời gian gần đây là đã bước qua tháng âm rồi, cho nên là Tân mới kể những câu chuyện có liên quan đến tháng âm. Mục đích đó là để giúp cho các bạn phòng tránh những cái mà các bạn chưa biết để các bạn tránh. Tại vì Tân thấy có nhiều người cứ đến tháng âm là những điều kiêng kỵ vào tháng âm, nhưng mà người ta để những cái đó từ năm này qua năm khác, trong khi xã hội thì ngày càng phát triển, có những điều kiêng kỵ khác bắt đầu nó xuất hiện nhưng mà không ai tổng kết, không ai nói các bạn nghe. Hoặc là có những điều mà kiêng kỵ nghiêm trọng hơn những cái điều mà người ta biết, người ta nói các bạn, thì Tân thấy các bạn cũng không có biết thì Tân kể. Cho nên là trong thời gian gần đây, Tân sẽ kể những câu chuyện về người âm rất là nhiều trong cái tháng mà họ có thể trở về lại với gia đình của mình. Thì đây là một câu chuyện nó phải nói là in sâu vào cái ký ức của mình. Thì hôm bữa Tân có kể một câu chuyện về cái vấn đề về cái chuồng ngựa mà ngày xưa mà còn sân Phú Thọ mà còn cho tổ chức đua ngựa đó. Thì Tân có qua bên quận 8 để nhậu thường xuyên. Bây giờ cái con đường đó thì Tân không có còn nhớ nữa, mà chắc có lẽ bây giờ con đường đó cũng đã phát triển rất là nhiều rồi. Và ở nơi đó là cái nơi mà Tân nhìn thấy rõ nhất con người ta sống là như thế nào. Và bản thân mình cần phải phát triển mình từng ngày để mình không phải sống lại cái cuộc sống đó. Cuộc sống đó rất là khổ mấy bạn. Đó là một cuộc sống rất là khổ. Và con người ta phải trải qua rất là nhiều khó khăn để có được tương lai. Thì nhờ vào những cái năm tháng mà Tân đi chơi bời, Tân ăn nhậu những nơi đó thì Tân mới biết. Thì con đường đó nó dẫn vô những cái xí nghiệp của nước ngoài. Mà thời đó mà nghe một cái xí nghiệp của Singapore hay là xí nghiệp của Thái Lan gì đó là đối với tụi Tân rất là khủng khiếp. Thì các bạn biết đời sống của những người đó làm gì? Thứ nhất là họ đi, ngoài cái việc mà họ đi chăn dắt những cái con ngựa ra trường đua, thì những ngày mà không có đua đó thì họ đi làm mọi thứ việc để mưu sinh. Thì trong đó có cái việc mà thằng bạn của Tân trong cái hẻm nó làm tốt nhất là đi ăn cắp thép của xí nghiệp. Nó đem về, nó mài dao và nó đi bán. Thì các bạn biết rồi, thời điểm đó đó mà cái thép của Nhật á, hay là thép của Singapore nhập từ Nhật về đó, thì họ có dư ra rất là nhiều. Nhưng mà vào thời điểm đó thì Tân nghĩ rằng là không có bán dây chai hay sao đó, mà nó đi ăn cắp hay là nó đi xin như thế nào đó thì được rất là nhiều những cái đoạn thép ngắn dài khác nhau, không cùng kích cỡ, để mà nó đi rèn thành những cái cây kiếm, những cái con dao, và đem ra chợ nó bán. Thì thời đó bán cũng được giá lắm bạn, tại vì nó là thép Nhật rất là tốt. Thì Tân nhớ năm đó cũng là rằm, cũng là Trung Thu, trước Trung Thu, thì những người này họ làm đủ mọi thứ hết từ ăn cắp, ăn trộm, rồi coi như là họ tính toán đủ các kiểu để họ có tiền, bán cái viên chiên, rồi bán đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đối với Tân nó không phải là cái chuyện nó quá xấu, là vì do cuộc sống mưu sinh, con người ta ở một cái vị thế thấp của xã hội thì người ta phải tìm đủ mọi cách để người ta có cái đồng tiền, người ta phấn đấu, người ta đi lên. Cho nên là Tân vẫn chơi những người bạn đó để mà Tân khuyên họ rằng là nên tìm một cái công việc gì đó đi học để mình có cái nghề, còn hơn là mình đi ăn cắp thép như vậy cũng rất là nguy hiểm. Tại vì trong những cái xưởng đó nó có nuôi chó đó. Thì có một lần bạn Tân mới đi rèn được một cái thanh kiếm Nhật, thì mình nói là thanh kiếm Nhật thôi tại vì nó là thép Nhật mà. Thì năm đó là cái năm mà ghê rợn nhất của Tân, là Tân đi qua bên đó thì mỗi lần đi là hai bên là cái giàn bông cỏ lao, nó rất là âm tùm hai bên. Và mỗi lần đi tới nhà của ông bạn, lúc mà đi vô mình còn tỉnh, mình chưa xỉn, thì mình né được cái ổ trâu, người ta gọi là ổ trâu. Nhưng mà khi đi ra thì thường xỉn rồi thì chạy cho nhanh về,
Thứ nhất, thứ hai là 11, 12 giờ đêm con đường đó Tân cũng sợ. Cho nên là bạn bè đi chung 3, 4 người chạy cho nhanh thì rất nhiều lần bị dắt cái ổ trâu đó mà cái xe mình nó bay lên luôn. Thì năm đó là ngày rằm, là gần Trung Thu vào tháng 7 này luôn nè. Thì thời đó đó, bánh Trung Thu á, mà nổi tiếng là chỉ có hai đơn vị thôi, là bánh Trung Thu Kinh Đô và bánh Trung Thu Đồng Khánh. Thì cái hẻm này người ta bắt đầu tập trung làm bánh Trung Thu Kinh Đô nhưng là đồ giả, và để người ta mang ra những cái cầu người ta bán. Tôi nhớ lúc đó bánh Trung Thu có khoảng 15.000 hay là 25.000 gì một cái thập cẩm thôi. Thì họ mới làm, họ bán. Thì lúc đó tụi Tân vô nhậu xỉn rồi, nhậu xỉn lắm rồi. Nhưng mà vì Tân thường xuyên là cái người bỏ tiền ra mua bia, vô mời mọi người đó nhậu, cho nên là họ cũng nhìn Tân với cái ánh mắt giống như là mà mình là cái người có sự hiểu biết. Nhưng mà thật chất ra Tân nói thiệt các bạn nha, Tân không có hiểu biết gì, lúc đó mình là trẻ trâu thôi. Thì họ mới cắt một cái bánh Trung Thu ra họ mời. Thì họ nói luôn cái bánh Trung Thu này là đồ giả, họ làm giả bánh Trung Thu. Thì ăn có thấy giống như là bánh Trung Thu thiệt hay không? Thì lúc đó Tân ăn đó, thì Tân thấy ngon, Tân thấy rất là ngon. Thì Tân mới nói là dạ ngon. Nhưng mà người bạn của Tân ăn á, thì Tân đi có ba người bạn. Thì người bạn Tân ăn thì bữa đó nó xỉn quá, nó mới mở lời nó một câu là ngon thì có ngon á, nhưng mà nó hơi khét, mà nó cũng không giống đồ thiệt lắm. Thì chỉ vì một cái câu nói như vậy thôi mà cái anh mà hỏi cái câu đó đó, ảnh tức. Thì ảnh mới đi qua cái nhà của thằng bạn mà rèn kiếm á, mà lấy cái kiếm nhật qua và ổng chém vợ ổng. Tại vì vợ ổng là cái người làm bánh đó chung với những người phụ nữ khác ở trong cái xóm đó. Thì ổng chém ngay cổ phúng máu ra, thì cái cô đó cổ chết. Thì tất nhiên ổng cũng phải lãnh án tử hình. Ông lãnh án tử hình. Thì thực sự ra một cái lời nói của bạn Tân lúc đó nó không có đến nổi mà phải gây ra cái chuyện nó lớn như vậy. Cho nên những cái người ở trong xóm người ta cũng không có trách bạn Tân. Người ta chỉ trách ông này là tại sao nhậu xỉn rồi nóng tính rồi chém vợ mình như vậy thôi. Thì sau cái sự việc đó là khoảng 3 tuần là tụi Tân mới gọi điện cho thằng bạn bên đó là xin qua nhậu lại. À, coi mọi chuyện ổn chưa, xin qua nhậu lại. Thì bạn nói qua nhậu đi. À, đám ma đồ chôn cất xong hết rồi. Nghĩa là đám ma của chị đó tụi Tân không có đi. Là tại vì cái vụ gì kia nó cũng căng. Tại vì người nhà của chị này cũng trách là thằng bạn Tân là tại sao lại buông lời nói như vậy để cho thằng chồng nó tức. Đó thì người nhà của chị ở dưới quê đó cũng có trách. Nhưng mà khi mà người nhà đám ma xong là yên ổn hết rồi, thì người nhà của chị đó đi về lại quê. Thì coi như cái nhà nó bỏ trống. Cái nhà bỏ trống. Thì sau này chủ cũng sẽ cho thuê. Tại cái khu đó là khu thuê hết á. Có một cái người chủ chuồng ngựa, họ ngăn kiosk ra họ cho thuê nhà. Chứ không phải là một cái vùng đất mà bạn bè mình vô chiếm ở đâu. Thì lúc đó mình mới qua mình nhậu. Qua nhậu thì tâm trạng lúc đó nó cũng không có vui lắm. Là tại vì thứ nhất á, là cũng chính vì những người bạn đó mà xảy ra sự việc. May mắn một cái là Tân không phải là người bạn quen với bên đó trước, mà chính là ba người bạn kia quen với bên bạn bè chuồng ngựa trước thì mới dẫn Tân qua, cho nên Tân cũng đỡ ngại. Chứ nếu mà Tân mà giới thiệu mà Tân ngại dữ lắm, tại vì chính mình là người gây ảnh hưởng. Thì khi mà qua bên đó nhậu thì bữa nó nhậu nhiều hơn mọi khi, là vì tâm sự với những người trong xóm, những người chứng kiến cái sự việc đó. Thì giống như người ta cũng muốn kể lại cái cảm xúc của người ta với người đã mất, rồi kể lại cái tính tình của cái ông mà chém vợ, rồi này kia, thì nói chung là đủ thứ cảm giác hết. Thì đùng một cái là bạn Tân đi toilet. Thì mình dùng từ toilet thôi, chứ ở đó nó không có toilet, mà cứ đi ra chỗ chuồng ngựa đi tiểu. Thì bạn Tân á, cái thằng mà nói cái câu mà để chị đã bị chém đó, mới đi ra chỗ chuồng ngựa tiểu. Thì khi tiểu thì nó nghe văng vẳng bên tai cái tiếng người phụ nữ khóc ở trong chuồng ngựa. Thì bạn biết đó, cái chỗ đó là nổi tiếng là cũng có những cái oan hồn. Thì khi mà nó nghe vậy thì nó mới sợ. Nó sợ thì nó la lớn tiếng lên. Nó la lớn tiếng lên, nó la đại vậy đó.
ê rót ly đầy đầy cho tao nha, thí dụ vậy. Rồi nó đi vô, nó đi vô thì nó mới nói là ủa khu này nào giờ á là có ma không? Đó thì thằng mấy mấy thằng nó mới nói rằng là khu này đó thì không có, nhưng mà cái chỗ mà cái ổ trâu mà tụi bay hay bị dấp mà kể tụi tao nghe đó thì nhiều người chết ngoài đó lắm, cho nên là tối đi về á chạy cho lẹ đó thì cũng phải ráng nhớ cái ổ trâu mà tránh, nhiều khi hợp tuổi nó lôi theo mất công thì bạn Tư mới yên tâm. Yên tâm mà cái ổ trâu nó cách xa nhà chỗ nhậu lắm, thì mới vô ngồi hồi nhậu say xỉn lắm rồi, nhậu 25 lít bia, 5 người nhậu cỡ đó đó là xỉn coi như là không thấy gì rồi. Thì thằng bạn nó mới mở lời nói câu vô duyên nữa, anh nói ê có bao giờ cái hồn của bà đó còn ở đây không, hồi nãy tao ra tao tiểu tao nghe có tiếng đàn bà khóc. Nó nói hết mất vui, nó nói là mất vui tại vì thật sự ra người ta linh lắm mấy bạn, người ta linh lắm mà ngay tháng 7 âm nữa. Thì thằng bạn mà chủ nhà nó mới nói thôi về đi, tụi bay xỉn hết rồi, đừng có nán lại đó, xỉn hết rồi thì về đi đó. Thì Nguyên Băng mới về, thì về bốn người, về bốn người thì có một thằng nó xỉn quá, nó uống mà cỡ đó nó xỉn quá, nó xin ngủ lại nhà của cái người chủ nhà đó. Thì thằng bạn đó nó ngủ lại thì xe về chỉ có ba người, thì một người chở Tân, còn cái thằng mà mở lời mà nói mà để cho chị nó bị chém đó là đi một xe riêng. Thì khi đi ra đó nó lại nghe tiếng người phụ nữ nó kêu tên nó, kêu tên của nó. Thì lúc này nó xỉn, nó mới quay lại nói chị ơi. Tân nghe luôn, Tân và cái người đi chung Tân nghe luôn, nói chị ơi em biết chị buồn em, nhưng mà lỗi không phải do em, lỗi là do chồng của chị nóng tính quá. Ba tuần lễ này em ân hận dữ lắm chị, em ân hận dữ lắm, cho nên chị đừng có nhát em, em xỉn quá rồi chị đừng nhát em tội nghiệp. Thì tự nhiên bạn Tân nói vậy, Tân quay Tân hỏi mày nói chuyện với ai vậy? Nó mới là cái chị mà bị chém á, tao nghĩ chị đang đi vòng vòng đây nè, nãy giờ tao nghe chị khóc xung quanh tao, tụi bay có nghe không? Thì tụi Tân không có nghe, tụi Tân không có nghe, mà bạn Tân nói gan lắm. Nó nói câu đó xong thì nó mới lên xe đi. Thì đi đến cái ổ trâu các bạn biết không? Thì cái ổ trâu nó có nước ở dưới động, động nước mưa đó. Thì chạy ngang nó dấp một cái thì cái xe nó lại tưng lên. Mà xe tưng của xe của Tân á thì lại né bên ổ trâu, mà xe nó lại ngay vô cái ổ trâu đó mới tưng lên một cái. Thì khi tưng lên là Tân với bạn Tân và cái thằng đó đều nhìn thấy là chị đó ngồi ở đằng sau xe, nhưng mà nhìn thấy rất là ớn, là nhìn thấy nguyên một người của chị đang ôm thằng bạn Tân, nhưng cái đầu nó bị, nó giống như nói thẳng là cái đầu nó quay ra phía sau á. Thì chị khóc, là vừa Tân ổ trâu rớt xuống là chị khóc, là đi một đoạn đường dài qua hai bên cỏ bông lau là chị ngồi phía sau chị khóc. Chị nói là tao hận mày, mày làm cái gì mà để chồng tao giết tao, tao hận mày, mày phải đền mạng cho tao. Trời ơi bạn biết lúc đó ba đứa trẻ trâu chưa trải sự đời mà gặp cái trường hợp đó thì bạn nghĩ sao? Thì tụi Tân kêu nó niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật nhiều vô, niệm đi Tân niệm, cái thằng chở Tân cũng niệm Phật mà nó cũng niệm Phật. Là niệm Phật về đến cái cầu Nhị Thiên Đường á, như tôi nhớ là cầu Nhị Thiên Đường, là chạy qua đó một cái là bắt đầu có đèn, bắt đầu có đèn thì không thấy chỉ nữa. Là chạy, là cố tình chạy những chỗ nào mà đông nhất thì chạy, mà bạn nghĩ 12 đêm thì chỗ nào đông, chỗ nào cũng vắng như chỗ nào hết. Thì Tân mới ráng kè nó đi về tới nhà luôn, tại vì thật sự bạn mình mà. Mà nhà nó thì gần nhà Tân, nhà nó rất rất gần nhà Tân, chỉ có cái thằng chở Tân thì nhà nó ở xa thôi. Thì Tân nói là thôi hôm nay mày qua mày ngủ với tao đi, mày ráng kè nó về nhà nó đi, mất công nguy hiểm. Thì kè nó về tới nhà rồi nó bấm chuông, thấy nó bấm chuông rồi đó, thì nghe trong nhà có tiếng kêu đàng hoàng, nghe trong nhà kêu là ơ. Thì Tân với bạn Tân mới đi về, Tân với bạn Tân mới đi về. Thì về đến nhà là mấy bạn biết là cái dòng nhậu rồi đúng không, mà đi một quãng đường rất là xa để về nhà.
Thì khi mà nằm xuống một cái là hai thằng không biết gì nữa. Thì sáng hôm sau Tân tỉnh dậy á, thì tự nhiên người nhà của Tân ai cũng ở dưới nhà la quá trời. Tân mới xuống Tân hỏi chuyện gì. Thì người nhà nói mày đi nhậu sao mà hôm qua mày không đưa bạn mày về. Tân chân hẳn luôn. Tân nói ủa hôm qua con diều nó về đó tận nhà nó bấm chuông. Trong nhà có người kêu ơi mà. Không hiểu tại sao mà 1-2 giờ sáng mẹ của nó gọi điện qua nhà Tân. Chửi nó là tại sao không đưa nó về. Thì Tân mới gọi điện qua nhà bên đó. Thì mẹ nó nói là trời ơi hôm qua hả không ai bấm chuông không ai nghe gì hết. Nó nằm ở ngoài trước cửa nó ngủ mà mặt mày nó tím tái hết. Nó tím từ trên tím xuống. Nếu mà gia đình không ra mở cửa đó là chắc không cứu kịp mạng nó rồi. Mà mạng thấy kỳ không? Thấy mà thấy vô duyên không? Rõ ràng là Tân thấy nó bấm chuông. Mà thằng chở Tân cũng thấy nó bấm chuông. Mà nghe tiếng kêu từ trong nhà kêu ra rất là rõ ràng. Tiếng của mẹ nó đàng hoàng. Vậy mà gia đình nó khẳng định là nó không có bấm chuông. Và nó nằm ở trước cửa nó ngủ mà. Khi nó tỉnh cạo gió cho nó tỉnh. Đưa vô bệnh viện này kia khám đó. Hỏi nó không biết. Nó xỉn quá nó không biết. Thì giờ trách ai? Chỉ trách cái chị đó thôi chứ trách ai. Thì Tân mới kể toàn bộ sự việc cho mẹ nó nghe. Thì mẹ nó mới im. Mẹ nó tại sao tụi con không nói cho bác biết. Cái chuyện này nghiêm trọng chứ đâu phải đơn giản đâu. Mạng người mà. Miệng con bác nói ra mà để cho người ta chết. Mà tại sao tụi con không nói. Thì tụi Tân còn nhỏ quá. Còn con nít mà biết gì đâu mà nói. Thì lúc đó mới nói. Thì khi mà nói ra mẹ nó mới dẫn nó lên chùa. Mình mới hỏi sư. Thì sư nói rằng chắc người ta theo. Người ta bám. Người ta hận. Thì bị thôi để nó ở trong chùa khoảng một tuần đi. Để sư dứt cái hồn đó ra. Thì để đúng một tuần lễ đó. Là cái hồn đó nó đi ra các bạn. Là nó nhập vô người bạn của Tân luôn rồi. Chứ không phải là để đi bên ngoài nữa. Nó nhập vô người bạn Tân. Bởi nó mới tím tái nằm ở ngoài trước cửa. Thì mới xuất hồn ra. Xuất hồn ra thì để cái người đó ở lại chùa luôn. Cái hồn mới ở lại chùa luôn. Thì khi mà tới sư mới nói là người đó đang trú ngụ trong cây mít ở đằng sau sân chùa đó. Nhưng mà bây giờ đang tu tập. Đừng có cho nữ đó nhìn thấy con của chị nữa. Bây giờ con chị âm thầm đi ra đi về đi là mọi chuyện bình ổn. Đừng để cho người ta nhìn thấy. Người ta khơi lên cái niềm sân hận của người ta. Thì tụi Tân sau cái lần đó tụi Tân mới biết đến cái chuyện tâm linh nó ghê rợn cỡ đó. Chứ không phải một cái chuyện nó đơn giản đâu. Không phải là mọi thứ an táng xong hết rồi thôi. Người ta ở đó đợi bạn quay trở lại để người ta trả thù. Cho nên trong cuộc sống làm gì cũng vậy. Ăn nói ở bất cứ nơi đâu cũng phải giữ mồm giữ miệng. Đôi khi mình nói dối là không tốt. Nhưng mà ví dụ mình đi qua nhà bạn bè hay là đi đâu đó mà mình phải người ta hỏi mình hay ta bắt mình thử một cái gì đó mà mình không có thân lắm thì mình nên nói dối để mà hai bên vui vẻ. Mình đừng nên thể hiện cái khả năng của mình để rồi gây ra họa không tốt. Hai các bạn, câu chuyện này á nó muốn nói đến một cái điều thôi là phải giữ mồm giữ miệng, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nói một cái gì là phải suy nghĩ. Làm một cái gì là phải tính toán. Chứ đừng có mà kiểu nói chuyện mà nói thẳng thần quá. Mà mình không biết người đối diện mình là người xấu hay người tốt. Là người nóng tính hay người dễ tính. Là mình sẽ gây ra họa. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.